cái bài này cũng nằm trong cái lịch trình đó, nhưng mà năm đó mình học có một đầu tiên với hai những cái phần học hỏi đầu tiên, thì năm nay mình cũng theo được phần cảnh báo tình với giá trị. Và cái bài này sẽ có hầu đó là mình sẽ chuyên đề bằng từ 2 đến 6 cũng là từ 2 đến 9 cũng là từ 1 đến 3. Giờ bây giờ mình sẽ bước qua phần này nói học rồi ha, bắt đầu di chuyển đến lòng hồ, là nhớ rằng là lòng hồ cũng không phải di chuyển như một ống nước đâu, như một cái chỗ độ cao chạy thoát của mặt bạn, mà nó bằng động lực là nhờ cái lòng hồ và trong đó họ chuyển. Từ cái chuyện đó mình cái nào là một khả năng, cái khả năng tức là chuyện nên mất lòng hồ, lòng hồ không hề bị tắc nghẽn nhưng mà vẫn còn chạy. Thì là khả năng là một và tất cả các học có là khi mà lòng hồn có thì cản trở, có thể từ bên ngoài, có thể là từ bên trong, có thể là gặp các bộ phận. Thứ nhất là cái niệm đó là gì, tác dụng lên hồn là gì, lên hồn là gì, sẽ được các đầu một thôi nhưng mà không có lại như mạch máu của hồn. Còn tác dụng khác ngạc là nó vừa đến cái đầu hồn nhưng mà vừa có ảnh hưởng mạch máu luôn mà kêu, và do đó hồn nhân các bộ phận tử chịu nhân lực bị tác dụng khác ngạc. Thì vừa tắc nghẽn phần ruột cũng là vừa tắc nghẽn mạch máu của ruột. Các bậc quan chứng là gì? Là lòng ruột cái tắc cái thứ hai của đây. Ví dụ như là trong sáng ruột thì sáng ruột đó vừa là tắc nghẽn và là vừa quan chứng. Theo cái lần ruột lắp bay rất là nhiều, tức là khi mà các ban hỗn tràng còn hoạt động thì nó sẽ lắp lại và tạo ra một cái đoạn quan chứng từ cái ban hỗn tràng đến cái đoạn ruột sau nó tắc nghẽn ra cho bạn được mấy. Đây là thứ ba một cái hoạt động, nghĩa là đục đi một chiều đi qua đây cho nó lại đi qua nó lại, và cái tác động ở đây là ô thì cũng khởi động qua này, do cái này không nhanh được cho các bạn còn hoạt động trên phòng đóng chứ và quay đi là này cái của cái bài liên bộ cái này nhanh chóng trên sau này là tác động tổng mới các bệnh nào cùng làm cho liên mạc được thiết được. Nhưng mà để biết mà một cái thiếu dưỡng tổng huyết cũng như thế nào, nhưng quả gì hậu quả là vi khuẩn sẽ nhanh chóng thâm nhập cái xuyên qua lớp niêm mạc vào thành ruột và có thể là vào thành máu là nhiễm trùng và nguy cơ sẽ hòa cái ruột nhanh chóng gây bùng phát được. Và cũng như bị tắc hồi nãy, nhưng mà là qua ban về chức năng nghĩa là nó sẽ mở ra hoàn toàn được dịch cũng sẽ tạo được một non bây giờ con chạm tao nhưng mà một dạng được giải phóng. Trong hợp này thì không gọi quan chức gọi tinh hồn để cắt cầu và đầu tiên hoàn tất. Trường hợp thì bệnh nhân sẽ được thức khi lâu hơn và qua đợt này chúng tôi cho họ trở lại chậm hơn, trùng chậm hơn. Khi nước của bạn này gây ra thì là tác dụng cao là hàm lý nhất của con. Nên một con khi hai hàm còn cầm và đọc ra hai cái đoạn này có lâm sàng khác nhau. Tác dụng thấp thì tác dụng từ mang trà đến hậu môn. Và cái lưu ý một cái điểm là giả tác dụng. Cái này trên lâm sàng người ta bắt gặp. Tức là bệnh nhân có bối cảnh nó giống như tác dụng nhưng mà không có tác dụng. Giống là cao bệnh nhân có thể là có đau bụng trước, có đau bụng, có nôn, quý trong đại tiện. Như vậy là đau nôn quý trước là đúng, có đủ hết, cái chính đó. Nhưng mà lòng hồn hoàn toàn không có tác nghẽn, vẫn là lòng hồn người. Cái này là do một cái tình trạng gọi là tạm thời liên tục tuần hoàn tuần hoàn tuần hồn. Trong đó cái hồn chức mà hay gặp nhất là cái ô liên viên, tức là ở những bệnh nhân này thì có bị đủ bệnh khác, ví dụ như vậy bị viêm phổi chẳng hạn, hay là bị mổ sọ não chẳng hạn, hay là có bị viêm chẳng hạn, những bệnh đã xa rồi. Người ta làm ICU vì những bệnh đó cái hồn chức viêm phổi hay là những người biết như thế này. Nhưng mà sau đó mình đang chứa phục lên của các giới thiệu thuộc. Thì người ta vào bên bệnh khác, người xuất hiện bệnh lý này. Và ICU và hai bệnh chẳng nghĩ là bệnh tác hồn, nhưng mà không thể tắt. Do một bệnh lý cơ quan khác và bệnh nhân đánh thiệu thuộc. Thì cơ chế này hiện nay nó có rất nhiều cái gì vậy hết. Thứ nhất là bệnh nhân hút hơi vào trong lúc bị bệnh lý hô hấp, mà người ta hút hơi nhiều quá,
thứ hai đó là nên khi suy giảm thần kinh đột giảm cái nào rồi vậy nên mình tiến cát. Và hiện nay có một cô cái trường bác các kiến thức là do dịch bị tích tụ trong quanh cái lan, trong đó cái gì có thành ruột, có mặt khe và là được dưới lên. Đây là một cái này rất là mới, tức là bao nhiêu em học là nếu bệnh nhân bị truyền dịch mà quá nhiều thì thường cho ba họ hưởng một đi. Bệnh nhân bị quá nhiều cô làm một đi. À, phù hợp cấp, anh phù hợp cấp là tiên phổi đúng không? Tức là tiên phổi đều là phù hợp cấp là quá là được truyền. Nhưng nếu là không làm mà tâm lòng mà không làm nhiều quá thì bệnh nhân sẽ gì sẽ khó thở rồi nguy cơ ok sẽ là cạch cạch bọc hộ hơn. Thì cái là cái kinh nghiệm này cũng biết ai cũng biết được đó, hầu như ai cũng biết được đó. Tuy nhiên như chú hôm nay thấy rằng là đối với những bệnh nhân mà người ta có đề bệnh nền tiên phổi sẵn rồi, những bệnh nhân có phẫu thuật phổ, những bệnh nhân còn dài yếu, cái tuần hoàn của họ không được tốt lắm. Thế thì khi mà dịch truyền mà dư á, dư đặc biệt bệnh nhân đang có tình trạng bụng đang có viêm nhiễm phẫu thuật, thì cái dịch truyền đầu tiên mà khi nó dư trước khi mà được tiên phổi là nó tụ ở đâu, tụ ở đâu không, nó tụ ở trong các mô khoang phía lan, trong mô mỏng, trong hàm treo, trong thành bụng. Và trước khi bệnh nhân bị OV có thể là bệnh sẽ có tình trạng chướng bụng và đầy bụng. Và những nghiên cứu rất mới chúng ta chưa đưa vào, chưa đưa vào. Và hồi đó lương vi này có thể là một nguyên nhân được không? Khi mà truyền dịch nhiều ngày quá, mà lo được nó quá, những cơ tổng thành cơ tổ, bệnh nhân nút nhiều hơn, cộng với hiện tượng quá lương vi, là một chút trước này. Mình đi lướt qua một ngày, thì nguyên nhân các bậc cao học, thì các bạn nhóm chúng ta thành rồi. Nhóm ở bên ngoài thành rồi, và nhóm ở trong lòng rồi. Nhóm ở thành rồi, ví dụ như là do dịch, ruột bị gặp cấp, do bị thoát vị, ruột thoát vị bạn thế nào, ruột ở đây có bộ trôi xuống dưới bạn mà, và bị ngạt lại đó. Hay là do sắc ruột, ruột bị xoay vòng lại, cầm cấp lại. Hay là con chạy ép từ bên ngoài. Ở thành ruột thì chúng ta gặp nhất là ung thư. Khi ung thư đến thành ruột thì là nó được chạy vòng lại. Mà hay gặp nhất đó là ung thư đại tràng. Trong lòng ruột thì chúng ta gặp nhất đó là dị vật, nút dị vật. Nhưng mà thức ăn còn tỏi mật nó có nằm vòi đúng không, tỏi mật làm sao tác ruột lên, tỏi mật làm sao cho tác ruột cái chế nào ai nhớ mà làm sao tỏi mật cái tác ruột lên bạn nhớ không, nó nói bạn học rồi. À, tôi nói không sinh học, học sinh qua đó. Tỏi mật, ở trên ngang mật thì làm sao cái chế nào được tác dụng? Cái gì không ạ? Mà muốn tác dụng thì sẽ là cái nước mà tôi nó lớn, đúng không? Lòng lục bao nhiêu? Lòng lục lòng lục non thông thường và ít nhất cũng phải được 2 cm đến 3 cm, chỗ hẹp nhất là cái chỗ ban đầu nó càng mở 2 cm. Như vậy để mà tác dụng thì viên sỏi nó phải lớn cũng phải gần 2 cm đây cho chóng lòng đó. Những viên sỏi mặt mà đóng một chỗ thì được bao nhiêu lên, đóng một chỗ thì bình thường chỉ cách dưới 8 cm thôi. Và giả sử như mình đang bị sỏi được mà giãn to thì nó cũng bị giãn to ra, nhưng mà có tiên thì không thể nào sọ lớn nó qua được. Những viên sọ không có tiên được thì những viên sọ nó sẽ nhỏ hơn, đó đi. Thông thường nhỏ hơn 4 tiên. Nhưng mà những viên sọ liên tiên như vậy, xuống dục làm sao mà nó lại khắc phục được. Ví dụ lại, nó tụ lại, phản công. Xuống dục thì dục cũng như là viên tụ mà không thể ra tụ được. Như vậy thì tác dụng cho sở mật có một cơ chế là thù riêng. Đó là những viên sọ rất là to, nằm trong cái mật. Thường kích thước của nó từ 2 cm trở lên. Và nó không phải đi qua đường ruột bằng con đường chính ngạch, tức là con đường có tay đâu, mà nó tạo một cái đường hầm, một cái lò, tức là nhân viên nhiễm lâu này tác đàn đến cái mật. Và nó tạo một cái đường lò từ cái mật qua tác đàn. Và viên sỏi đi cắt qua, không có không từ cái mật qua tác đàn.
cái chỗ hẹp nhất là hai cái bàn hội càng cái bàn tắt được vào một chút là như vậy. Vậy chúng ta mà vậy chúng ta cứ mặc cái thức lớn đi qua đường vào cái mặt này. Đây là cái bản nhang mai để nhớ, tức là niệm Phật cái này. Nhưng mình nghĩ này cái năng là sao? Tức là lòng được mặc tập thương thương nhưng mà một mắt lòng dẫn đến việc đột ra. Như vậy có vô số nguyên nhân dẫn đến việc đột ra. Có vô số nguyên nhân. Nguyên nhân có thể là ở nguyên nhân tại bộ, ở tại bộ nguyên nhân có thể là ngoài bộ, ngoài bộ. Ví dụ như gì? À, tất cả nguyên nhân ngoài, khi nguyên nhân được vừa vào bộ, thì chính số bộ đó nó đang càng vào bộ là lúc mà và làm việc việc đột. Nếu mà mình đến một chỗ phía trước, chỗ đông phía trước là cái hàng đó. Ai mình thấy mình không dài dài, không nhớ học là việc đột. Nhưng mà những vị cấp hay gặp nhất, những vị cấp thì dẫn đến việc đột. Mà nhầm lẫn nó cắt đột, nhưng thực ra là do những vị cấp. Đây là những bệnh nhân gì? Những chấn thương, một chấn thương một chút, một chấn thương mở thẳng thế này. Không liên quan đến đột, nhưng mà có phản xạ làm cho bệnh nhân bị đột. Sau đó là có mặt trên, thậm chí bệnh nhân bị hạ cao lên. Ví dụ như một bệnh nhân nào đó, cắt cái giác, bằng phẳng. Nhưng mà bệnh nhân bất kỳ sở ý thì không cho bù phát ôn tuyến giáp hay là không phục hơi dẫn bệnh nhân bị nhược giáp và nặng cao lên máu thì dẫn đến bệnh nhân bụng trước giống như là tác hồn nhưng mà không tác hồn về nguyên nhân từ rất xa nhưng có điều là bụng. Rồi có một số loại thuốc ví dụ như hay gặp nhất là bệnh nhân bị chứng chảy cấp nên nó hay gặp bệnh nhân chảy cấp thì nên ra ngoài cái tay mua thuốc uống thì người vẫn tay hai tay uống thuốc gì uống thuốc gì à uống thuốc cầm tiêu chảy à, những thuốc hay dùng nhất đó là Imodium, Lovenamide và Smarta. Khi uống chung hai thứ đó, đặc biệt là Lovenamide với Imodium, những thuốc đó là lập tức là gì, ruột cũng định giãn, mất tiêu lỏng và không tiêu chảy nữa. Nếu mất một cột vừa phải nghĩa là nên giảm tiêu chảy từ 5-7 lần, cứ còn 1-2 lần là tốt. Nhưng mà lỡ mặt tay quá thì sẽ mất tiêu cầu và gây liệt ruột. Và cái thêm từ trước này chống sát khuẩn. Chính vì vậy mà số việc dùng thuốc cầm tiêu chảy là hết sức cẩn trọng và nên cân nhắc có cần dùng hay không, dùng nhiều bao nhiêu. Chứ không phải chỗ thì cầm hay là tùy và sau đó nguy cơ sẽ làm cho tắc khuẩn càng càng nặng. Và khi mà cái dịch nhiễm trùng nó không phát được thì sẽ sau này đau lành cái nhiễm trùng nặng hơn. Là một số thuốc về ác điện ha và liều có thể bằng thân. Chúng là tự biến vào thân, làm cho bị tổn thương thần kinh ở ruột, làm cho bị ruột. Và trong bệnh trẻ em rất bệnh hết luôn, tức là cái bệnh bệnh đề tài bẩm sinh. Tức là trẻ con sinh ra nhưng mà tổn thương những mặt thần kinh ở thành ruột. Khi thành ruột tổn thương này, thần kinh đó làm mất thần ruột và làm đề tài bệnh to, nhưng mà không hề được phát hiện. Và có tổn thương thần kinh cho lan tỏa, trong một số thần kinh của nó cái này á, tức là bệnh bị những bệnh khác vào ruột. Nhưng mình làm nó hồi sức lâu ngày quá nhiều stress nhiều tương tổn dẫn đến tổn thương xương cơ lan tỏa và cộng với liệt đường ứng dịch này dẫn đến cái dài dẫn đến những liệt ruột mà chủ yếu là liệt đường dài và những ung thư mình đi đi lớp quan phần này năm ngoái thì y hai em đã học rồi thì khi mình cứ bệnh đã của tác ruột thì khi mà tác ruột thì cũng chỉ dạng to ở chỗ này và dưới là chỗ này và chính chỗ trên chỗ tắc giãn to dưới chỗ tắc bị xẹp lại và cái chỗ đó là chỗ gì cái chỗ mà ranh giới thì trên chỗ tắc là giãn lớn dưới chỗ tắc là xẹp lại thì chữ gọi là vùng chuyển tiếp vùng chuyển tiếp và vùng chuyển tiếp là một khái niệm đặc trưng cho tác động gì à tác động cơ học còn cơ năng thì không có vùng chuyển tiếp bởi vì nó liệt ruột vấn đề liệt lan chỗ này chỗ kia. Như vậy trong liệt ruột cơ năng thì không có khái niệm vùng chuyển tiếp và vùng chuyển tiếp là đặc trưng của tác dụng cơ học và cũng chính nhờ cái này mà chúng ta có căn phân biệt giữa cơ năng và cơ học thì chúng ta tìm vùng chuyển tiếp để làm chứng minh là bệnh nhân có tác dụng cơ năng và cơ học và cái tác dụng thì sẽ mất nước điện giải do gì dịch nó làm ruột không hấp thu ngược vào trong máu nhưng mà sẽ bị cắt tiết ngược từ trong máu vào lòng ruột bệnh nhân sẽ no ói bệnh nhân tăng sự tiết dịch của lòng ruột
giải nấy là sự giãn. Mức độ nhẹ thì là mạnh nhanh, cái gác cổ giãn mở nhưng mà nặng hơn, đây là cái gác cổ mà là kỹ thuật. Và đặc biệt trong mức độ gác cổ đó thì vi khuẩn sẽ đầu sinh sâu lên ở trong đoạn của tắc. Và chính vi khuẩn này sẽ ra này sẽ tiết lên hóa chất công gian và sẽ làm nhiễm độc, sẽ làm từ cầu mà có thể gây sốc. Và khi mà tác động như vậy thì lúc đầu thì bệnh nhân sẽ tăng độ lục lên những cốt cùng với độ tăng, do đó lúc đầu trong tác động cơ học thì bệnh nhân sẽ đau rất nhiều và tăng cơn. Nhưng mà ngừng ở trong tổng cơ năng thì sao, thì bệnh nhân không có tăng cơn thì lắng nghe bản chất của cơ năng đó là mất độ lục. Như vậy trong tác động cơ học thì bệnh nhân sẽ tăng độ lục và trong tác động cơ năng thì bệnh nhân sẽ giảm độ lục. Tuy nhiên với một điều là nếu tác động cơ học kéo dài lục một thời gian nó mất hết năng lượng, tâm thần cũng không to được nữa, và lúc này từ chỗ tăng dòng lục giảm chỗ là giảm dòng lục. Do đó những tác động cơ học mà ấy buồn thì có tâm trạng gần giống tác động cơ năng. Đối với điều đó tác động cơ học mà ấy buồn nhưng mà được chặn chẽ một điều kiện triệt để để kéo dài thì lúc đó bệnh nhân sẽ có hiện tâm trạng gần giống tác động cơ năng đối với mất dòng lục. Và khi vi khuẩn phát triển như vậy thì bình thường chúng ta thì ai con người cũng đều có vi khuẩn trong lòng ống tiêu hóa, kể cả từ miệng, vùng hầu họng là có thực quản dễ hơn, dài dài nó ở sau này vi khuẩn người không sống vào trong cái dịch vị dài, sau này chỉ có HP là sống không bé sống đến gì mà chúng ta tàn bắt đầu có lại một non để gì mà đại tràng thì vô số, cho nên có những gì có những vi khuẩn sống tập sinh bình thường, những vi khuẩn cả đám ong, cả đám dương, cũng kỳ khí v.v. Nhưng bình thường như vậy thì tại sao chúng ta có vi khuẩn mà thậm chí vi khuẩn đó có thể gây bệnh nhưng mà không gây bệnh, là bởi vì những vi khuẩn đó nó sẽ được cân bằng với vi khuẩn khí của chúng ta mà không sinh sôi nảy nở được quá mức. Cái thứ nhất, thứ hai là nó nằm trong bộ, nó nằm trong phân nhưng mà nó không đi vào trong máu được, bởi vì nhờ cái hàng rào bên ngoài nó không được tiêu hóa được. Cái niêm mạc chúng ta bình thường nó liên tục cái chạy kết lại. Đồng thời cái niêm mạc nó có rất nhiều cái DNA và RNA, những cái đầu trang gác về mặt miễn dịch. Như vậy là sự liên tục sự toàn vẹn cái niêm mạc ruột cộng với miễn dịch là cái vi khuẩn trong lòng ruột không đi xuyên với niêm mạc ruột được vào trong lòng ruột và trong máu, cho nên chúng ta không gây bệnh mặc dù chúng ta có vi khuẩn trong lòng ruột. Nhưng mà lỡ như cái này cái ruột cờ này thì vi khuẩn từ trong dạ dày nó vô ruột cờ rồi, ruột cờ ra nó sinh mụn nó vỡ ra ngoài, thì bây giờ chúng ta sẽ cũng mạnh do vi khuẩn của chính chúng ta. Hay là đang bị một cái viêm ruột mà tác động như vậy thì những cái vi khuẩn trong ruột nó sẽ có hiện tượng gọi là chuyển vị vi khuẩn. Tức là vi khuẩn ở trong lòng ruột bình thường giờ đi xuyên qua lòng ruột, do lòng ruột bị thương tổn một phần mềm biến động và đi vào đâu, đi vào trong khúc mạc, đi vào trong mạch màng treo, có thể vào trong máu và nhiễm trùng. Như vậy cái điểm chuyển vị vi khuẩn này phải nhớ là vi khuẩn di chuyển từ chỗ bình thường không gây bệnh đến chỗ khác gây bệnh. Rồi nếu bệnh nhân bị tắc ruột mà do cơ chế tắc nghẽn thiếu máu nuôi thì ruột sẽ hoại tử do thiếu máu, đặc biệt là trong tắc ruột quay kín và tắc ruột do tắc nghẽn. Tôi nói ví dụ như bệnh nhân bị khớp bị bệnh ruột ở đây này rớt xuống như vậy, như vậy nó kẹt ở đó và khi nó kẹt ở đó thì gì cả máu nuôi không tới không về được và qua ruột cũng phòng lên, thì chúng ta phải mổ sớm trước 6 giờ khi mà ruột có thể còn sống. Còn những trẻ quá 6 giờ thì ruột nó máu nuôi không tới được, nó sẽ bị hoại tử ruột. Và lúc mọi người cắt quanh rồi nó lại nó hiệu quả. Còn cái điểm nhớ đang lưu ý là khi dùng nếu như mình đang bị tắc ruột mỗi nhiều lần ruột ngắn lại thì ruột không tổ để hấp thu thức ăn. Nếu chúng ta không có tổ thì thở mà chúng ta phải thở bằng oxy hỗ trợ là thở máy thì gọi là siêu hấp không. Nếu tim ta không tổ để vận động để cao tốc thì chúng ta mới dùng thuốc trợ tim gọi là siêu tim. Ai cũng biết siêu tim siêu hấp hay là suy tuần hoàn hay là suy giảm miễn dịch vân vân, nhưng mà cái này suy ruột có lẽ là hơi mới, nhưng mà cái này không có mới, có từ lâu rồi nên chúng ta không học thôi. Suy ruột từ định nghĩa hay gặp hơn là suy tiêu hóa, định nghĩa là gì, là ruột không đủ hấp thu đủ dinh dưỡng để sống bằng chế độ bình thường mà phải cần hỗ trợ từ bên ngoài.
Nếu mà bình thường tiêu hóa ruột không có tổng lượng thức ăn đủ dinh dưỡng để tồn tại bình thường được, mà sáng con người cũng tồn tại bình thường, cái đó là càng hỗ trợ lên mặt thì cái đó gọi là siêu phục. Và siêu phục chắc chắn là những dinh dưỡng à. Thì cái này giờ nếu nhớ qua cái phần của ý ai bây giờ mới là phần quan trọng của ý ba, thì triệu chứng mình đang nói đi chung với nhau, đi chung với nhau. Thì bây giờ chúng ta phân biệt làm hai nhóm tác động cao và tác động cao. Ở đây tôi đang nói về là tác động cao điển hình, nghĩa là sao là tác động cao đấy sớm chưa đi một, về đi một nó sẽ biến đổi đi đấy sớm, tác động cao phải có bốn triệu chứng cơ năng. Bốn triệu chứng hay gặp nhất là gì? Đau non quý trước, đau từng cơn, đau ngói, quý là chuyện và bụng dưới. Tuy nhiên nếu đi một thì triệu chứng là cơn sẽ không còn nữa mà sẽ chuyển qua đau liên tục. Non biết là chuyện vào cái bụng trước, như vậy là tác động cơ học nếu đến một thì dễ nhận lặng hơn thế này. Và nếu đến cấp một thì áp lực tăng, nhưng mà đến một thì áp lực sẽ giảm. Như vậy tác động cơ học nếu đến một thì giúp cho cái này, nếu đến sớm thì dễ nhận lặng tăng. Và dấu rắc hòa qua đồng tổ là những cái đặc trưng của tác động cơ học. Nhưng cái này cũng có dấu hiệu cho đến sớm, thấy quá trẻ thì không còn nữa. Tức là rụt nó sẽ hết năng lượng, không còn bao nhiêu nữa. Nhưng mà những cái dấu hiệu là ta được từng cơn, ăn được tăng, giáo đắc vào lúc nở những dấu đặc trưng của ông khoa học. Tuy nhiên nếu biết một thì sẽ không còn hình. Và cái đó diễn nhầm lặng của một thầy mình. Giáo mất nước chỉ trong những độc. Và ý hơn, có một nước thì có mất nước thôi. Và đặc biệt, như mình nói hồi nãy là chúng ta có dấu chuyển tiếp. Đây là dấu đặc trưng của sự khoa học. Còn cái dấu nữa là dấu chủ tràn hạt. Chủ tràn hạt là gì? Mất hơi nước này biết rồi, tức là khi mà ngạt lại thì dịch và hơi nó sẽ nằm trong lòng ruột đó và tạo nước ở dưới thì ở trên tạo nên nhau không muốn thay nước. Còn chúng ta đang là gì? Là khi ruột bị tắc lại, hơi nó sẽ không di chuyển đi được, dịch lại bị tắc đó. Và cái hơi này nó sẽ nằm hết trong những cái đếp đi mạng ruột. Nó nằm tại đất nền ruột và tạo nên chủ càng nặng như bóng hơi. Thì dấu chúng ta đang này nó không xuất hiện nhiều, nó chỉ chỉ có khoảng 50% nó hơi xuất hơn. Nghĩa là nó không biết thường xuyên như giống mất hơi nước. Nhưng mà nếu có nó thì nó rất là đặc biệt cho cơ học. Bởi vì cơ năng không bao giờ có. Còn mất hơi nước thì có cả cơ học rồi. Còn giống của đàn hàng, cái xuất hiện hơn giống mất hơi nước nhưng mà chỉ có cơ học. Và cũng có gì đó không quá buồn, bởi vì quá buồn giống này sẽ mất đi. Và sau tác động cơ học thì nó sẽ có lâm sàng khác nhau ở các đồng bọn gần và đồng xa. Mấy tưởng tượng rằng nếu tác động cơ học ở đồng gần, tức là các bạn gần ở lá tràng, đây đồng gần. Thì khi như vậy thì còn một cái ruột non ở phía dưới này, nó sẽ nó chỉ giảm một chút ngắn thôi. Giảm một đoạn rất là ngắn, từ góc chế cho đến tay từ tắt. Do đó đoạn ngắn này nó không đủ nhiều lần cái bụng trước. Và tác động gần này nó sẽ có lâm sàng gần gần giống cái gì? Hệ mô vị. Tác động gần này nó có gì? Tức là bệnh nhân sẽ nôn rất là nhiều và nôn rất là sớm. Nhưng mà đau không nhiều. Bởi vì cái đoạn tay nó không nhiều thì tay có mắt. Đau ít thôi, nhưng mà nôn rất nhiều. Ví dụ là tiền số nó là một bơi tắc càng cao thì biết được số liệu càng chậm. Nên nhớ như vậy, tắc ruột càng cao thì dấu hiệu là nôn càng điển hình và càng sớm. Nhưng dấu ví dụ là tiền càng buồn và càng chậm. Càng không biết mình. Nhưng mà nó là tác động còn gần này, còn gần ở đây thì cái dấu biến như là chuyện thì xuất hiện muộn, với một chướng xuất hiện muộn, giá đau không nhiều, nhưng mà đặc biệt là giá liệt non, non là rất quan trọng. Và mất hơi nước cũng nhiều khi không biến hình, thì cái quai này không đủ thành mất hơi nước. Nhưng mà khó xuất hiện rất là sớm và thường xuyên, chỉ khó chịu có một trên, chứ thường không phải là đau. Khi sinh tồn lúc đầu thì còn sớm, mà bình thường sau đó thì sẽ mất nước. Ít quan ruột một đứng lúc này mất hơi nước có thể có hoặc không, nhưng mà có một cái dấu luôn luôn có mà cũng phải chẩn đoán, đó là ít quan ruột non có cản quan. Nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta cho bệnh nhân uống cản quan vào và chụp một đứng thì được đó sẽ thấy được gì? Chúng cản quan là nó dài dài
chúng ta qua lại cái khung đó tàng, chúng ta lấy đây là dừng lại. Và khung đó tàng tổng đoạn đây thì con sẽ giảng con một chiếc tàng quan tổng đoạn này hoàn toàn phải. Và trên chỗ chúng ta qua cái chọn số đường tiêu hóa này, cái chỉ điểm chúng ta là vị trí đắt ở đây. Đây là cái dấu đặc trưng cho được đâu bạn nhận là chụp thuộc non có cảm quan. Còn nếu đặt ở đây chúng ta qua này nó không thể đủ, nó đi vòng vòng quá xa mà không ai làm được đó, mà việc cái đó tới cùng một đứa thấy rồi. Cho nên còn xa thì không cần chiếc quan cảm quan. Và chụp CT scan của bạn, chụp CT thì thấy được gì, cũng tất tàn vào đầu tàn nhãn to rồi thắt. Và sẽ thấy được vùng chuyển tiếp. Và dưới chúng ta cũng hoàn toàn sẽ. Như vậy thì tắt vùng ngon và gần, có văn sàn gần giống với những cái vị. Bởi vì chẳng có xác định bằng cái chuyện này chụp vùng ngon có nhãn quan hay là chụp CT. Đây là tắt vùng ở đoạn giữa. Khi đó, phẫu thuật đây sẽ giảm giảm hàng lên, giảm dưới giảm lên, giảm lên. Và đoạn dưới cho tắt thì sẽ dưới cho đây là tắt cục dâm dưới tràn thẳng ngang qua. Và lúc này, lâm sàng của nó dâm dưới đoạn xa. Đoạn xa là cuối, dưới tắt ở cần văn hậu bên cạnh. Cũng nó sẽ giảm dưới giảm lên. Và trong hai cái thể này lâm sàng gần giống nhau. Tức là sẽ giới thiệu điển hình của tắt cục ngon. Ví dụ là to ngon phía trước. Và có những việc có thể nước xuất hiện thời kỳ đại này. Người đồng giữa đồng xa thì bắt đầu giống nhau. Đây, đồng đồng đứng trước. Và lúc này nguyên nhân thường hay gặp nhất đó là nguyên nhân do các bộ cụ của bệnh dịch. Là nguyên nhân thường gặp nhất của tắc mục mơ. Chúng ta tìm kiếm cái bộ bệnh nhân có vết mổ nào không? Họ bệnh nhân tiền sử mổ nào không? Và nếu biết sớm thì bệnh nhân sẽ có dấu hiệu là gấp qua được mổ nó còn. Và như là cục tăng, chúng ta nghe mà nó nghe thì âm đục sẽ rất là tăng, cả cường độ và âm sắc. Nhưng nếu có một giáo sẽ không còn một mềm, chúng ta một mềm rõ ban. Nhưng mà nếu chỉ có một thì nó sẽ bị mạng. Vậy thì nếu mà đến mù thì sao? Thì khi đó chúng ta không có ban nữa. Bởi vì sao không có ban? Nếu mà đến quá mù thì sẽ lộ rất là nhiều. Lộ không còn vàng nữa là bắt đầu cái hiện tượng gì? Tụi động hơn, phút chiếc kịch của những trùng. Và cái đó chúng ta là bỏ đi. Vì đó nếu mà tác dụng thì chúng ta sẽ lúc đầu có thể thấy một chướng căng nhưng mà nó còn vàng. Nhưng mà đến quá mù thì nó cũng có đề kháng. Và khi có đề kháng là báo hiệu rồi sẽ buộc chúng ta hạ lên mổ trước khi đến được không nên để có đề kháng thành một vâng cái thành một là cái mạnh rồi. Cái sinh tồn cái động sớm thì không rõ ràng, chỉ là nhanh nhưng mà sau đó thì sẽ mất nước thì giảm và sẽ có trở lại bình thường. Cái cục bụng lớn thì thấy được cũng mất nước hơi. Cái chồng với nhau thường sẽ tầm từ hốt trọng mặt hay sang lại hình tráng. Và siêu tiêu cũng vậy. Và sẽ thấy được chi tiết. Siêu âm không có được vì sao? Vì thế thì các hiệu qua được giảng tay nhau lọc. Còn siêu âm rất khó có thể thực hiện một hồn chi tiết. Nhưng mà cho các cái giá trị thường hợp là nó sẽ có lọc hồn. Ở đây con. Ở đây con hoàn thành chi tiết siêu âm nó sẽ có lọc hồn. Có lọc. Đây là một hình ảnh của tác lộn. Các suy nghĩ cho tác dụng này có cái gì bình thường bất thường không? Thứ nhất mà chúng ta nhìn thấy rằng là cái quan trong tác dụng thì có hơi nước, nhưng mà cái hình này không có hơi nước. Mình suy nghĩ gì không? Trong hình này có bạn như là không có hình nước không? À, cái lý do là mà cái hình chụp cũng không phải là ngay thẳng, chụp nghiêng nghiêng không? Tức là ở bệnh nhân này quá nặng, lên tủ quá nặng và không đứng nổi mà chụp nằm. Và khi chụp nằm như vậy mà chụp thẳng là không phải chụp nghiêng. Thì cái bệnh nhân chụp thẳng như này thì không có hình nước. Muốn chụp nghiêng là bệnh nhân phải chụp đứng. Chụp đứng hoặc là chụp nghiêng không chụp tới, chụp ngang qua. Thì nó phẳng là bên dưới được.
nghĩa là nó hướng giật mình phải buông góc với tiếp tục phản ứng, còn nếu giật mình không hướng nó lớn thì không thể mặc được. Nhưng mà đây là mình nên giật mình nữa mà giật thẳng vào không được nghiêng, nhưng mà không giật không hướng được. Nhưng mà đây này mình thấy có giáo được gì à, bạn thấy được gì, các quay được không, giãn con giãn con. Nhưng mà nhìn vào trong đây, đây là gan, đây là phổi, đây là các chị muốn nói thật nhiều qua được không dạ. Câu hỏi đặt ra là làm sao biết được đây được không được dạ, làm sao biết được cái lần này cố tình để bên ngoài một bác thể khác, nhưng mà bên ngoài cũng để một cái nước mà muốn bên ngoài cho em thấy cái gì, em để cái gì thì cái sạch đúng không, những cái sạch có lợi mình, những cái sạch mà đi từ thành một này qua thành một kia gần như vậy. Đây là những nếp niêm mạc, nó đặc trưng của ruột non, những cái sạch đáng đó là những cái niêm mạc của ruột non. Ở ruột già thì những cái đường này không bao giờ đi từ thành này qua thành kia, thường là không có, hoặc nếu có một đoạn ngắn này từ đây, đây là thế này, dưới này từ đây, đây là thế. Nhưng mà đại tràng không có cái niêm mạc đi từ thật này bên kia, thường là không thấy, là thấy rất là nhỏ. Còn một không thì cái gì thấy niêm mạc này đi từ thật này qua thật kia, và những cái sạch này, cái sạch rất là nhiều, cái sạch rất là nhiều đây. Đây. Và những cái sạch này nó chỉ điểm đây chính là một không. Đây là cũng bệnh nhân đó, mà người ta chụp nằm nghiêng, tức là không đứng nổi, nhưng mà chụp nằm nhưng mà nằm nghiêng, không phải chụp thẳng này, mà nằm nghiêng này, từ đây, bệnh nhân sẽ nằm nghiêng qua trái. Khi bệnh nhân nằm nghiêng trái như vậy, chụp nghiêng như vậy, thì bắt đầu xuất hiện những mất hơi nước. Đây, những quai bụng cũng có những cái niêm mạc. Đây, chân của nó đây, chân của nó. Xuống những mất hơi nước, đây, những hơi nước này. Nhưng mà chụp nghiêng sẽ rất là khó thấy là chụp đứng, nhưng mà nhìn kỹ vẫn thấy có sự đứng và có những cái bẹt của niêm mạc ruột non. Đây là cảnh nhìn mất hình nước này, chụp nghiêng nằm nghiêng trái. Câu hỏi là tại sao nằm nghiêng phải nằm nghiêng trái? À, bởi vì chúng ta tận dụng cái gan này, cái gan này không có hơi. Nếu chụp nghiêng trái cái lớp nó quá nhỏ và các mức hơi này sẽ trùng với hơi rè nó quá và không có điện được. Và đây có cái hình một đứng, tức là cái bệnh nhân đứng lên được thì lúc này xuất hiện mức hơi nước rõ ràng là nha. Đây là một quai, một quai nha, một quai. Đây cũng là một quai, đây cũng là một quai. Dưới này là đây là một quan và nhiều quan chồng lên nhau, đây là đặc trưng, đây là một quan. Như vậy là trong các cuộc non ở đoạn gần và đoạn, ở đoạn giữa và đoạn xa thì nhiều mức hơi nước chồng lên nhau, viên thì hốt chồng phải đến hạ sườn trái, nhiều mức hơi nước chồng lên nhau, viên hốt chồng phải hạ sườn trái. Nhưng lưu ý khi nãy em thấy rằng là có những cái bẹt mất đi mà, nhưng mà là sao bây giờ biết mất hay có lời được ạ? Em có lời được, tại sao cái nãy mình thấy cái hết đi mặt là tương đục non, bây giờ tổ đục non nhưng mà không thấy hết đi mặt đâu? Bạn nào biết được lâm sàng phong phú như vậy, cho nên tôi muốn trình cho anh để chiếu anh thấy nhiều góc nhìn khác nhau để khi đi làm mình hiểu là con lúc nào mình nghĩ như vậy. À, tại sao anh có là được? Tại sao đau thì các cục non nghĩ hình nhưng mà không thấy cái thấy cái mặt đau cả? Tại sao vậy? À, bởi vì bệnh nhân này đến quá trễ và cái đến quá trễ thì cái thấy mặt không còn, nó cũng giảm còn một và cái đó đến mà không còn nữa, thấy này toàn là quay được chồng với nhau đó. Như vậy không có lúc nào được điển hình à. Và có dấu hiệu là gì, nó để ý là gì, nhưng mà là tay được vừa không chạm với nhau và lớp niêm mạc bắt đầu không còn nữa, tức là niêm mạc biến mủ à.
vì qua cuộc này hắn chân nó ngang nhau, không ngang nhau. Như vậy các quay ngục này, các chân không ngang nhau, cao thấp là đặc trưng của gì? Của tác dụng cơ học. Trong cơ học có rung động ở một chút của tác và tạo nên những chân không đều nhau, không cao thấp là đặc trưng của cơ học. Còn trong tác dụng cơ năng thì những chân này luôn luôn ngang nhau. Đó, lưỡi đó. Trong cơ học thì có chân cao chân thấp trong cùng một quay, còn trong cơ năng thì hai chân cùng một quay thì luôn luôn ngang nhau. Nhưng nếu bạn nhanh đến trễ hơn nữa thì các chân sẽ phương hướng sẽ gặp bạn nhanh. Có một điều lưu ý là gì? Tác dụng non thì bất cứ thở chân đó, chân tự này qua bên này luôn có thể giữ được chân đó là những quay đó vì những quay đó non. Còn tác dụng dài là chân hẹp là sao? Là những quay nó nằm chồng với nhau, tức là những cái nước nằm trên một loại một trên một vị trí đục chứ không phải là quay cùng lớn. Tác động dài thì sao? Bệnh nhân sẽ diễn biến từ từ này. Thì bám tác lên trên tác. Từ trong em thấy một hình khác nữa. Mà bây giờ được bắt lại, được mở lại. Máy nó còn nối được. Tuy nhiên các thấy được tác dụng non mà nếu mà do sơ mất tác dụng tối đa qua là cái này. Tác dụng cơ năng mình đã biết rồi, tác dụng cơ học đã biết rồi, nhưng mà cơ học sẽ khác nhau dùng non cũng dài. Tác dụng dài là những biến từ bản thân tác thường như là giao thu nghe tạm này tạm này tạm lại. Và bây giờ nên cũng có đau bụng buồn nôn nhưng mà vừa phải hơn. Có buồn nôn nhưng mà đau bụng hơn. Nhưng mà quyết định thì luôn luôn là trở lại cưng. Nếu tác dụng non thì giáo ông non nói là cưng. Ở tác dụng dài thì giáo quyết định thì là cưng. Tác dụng dài luôn luôn quyết định và luôn luôn quyết định sớm. Như vậy thì bệnh nhân không tuân tiện bao lâu thì gọi là quyết định sớm tuân tiện. Bệnh nhân không thể được bao lâu là quyết định sớm. Mà thì cái lỗi của đây nó sao, nó sẽ đến sai. Khi bệnh nhân tới em khám bệnh nhân thì bệnh nhân không tuân thủ trong bao lâu thì sẽ là tuân thủ. Bao nhiêu biết? Em nói sao? Bệnh nhân không tuân thủ bao lâu thì gọi là tuân thủ. Các bệnh nhân có bao nhiêu hồ? Thế nào là các bệnh nhân thế nào? Nếu như lỡ bệnh nhân có thói quen táo bón một hai ngày trong một lần như vậy thì cái đấy mình chưa đủ hai ngày mà đâu biết bệnh nhân có vấn đề gì không, đúng không? Như vậy là nói cho nó mầm đúng, tức là thường gọi là với đại diện thì thường là gì, ít nhất phải quá một ngày thì không đại diện, gọi là với đại diện ít nhất phải quá một ngày. Nhưng với đại diện là tương tác được không? Với đại diện với trung diện là quan trọng hơn tương tác được. Giống với đại tiện, giống với trung tiện thì giống nào quan trọng hơn trong tác dụng trung tiện à, trung tiện nên. Tại vì bệnh nhân táo bón khi là 3 ngày, 5 ngày ta mới đại tiện một lần, thậm chí bệnh nhân kéo dài một tuần nhưng mà ta không tác dụng khi ta cũng trung tiện bình thường. Như vậy thì không đi cập, không đại tiện được thì gọi là táo bón hơn khi gọi tác dụng, nhưng mà kèm theo không đại tiện mà kèm theo không trung tiện được thì gọi tác dụng. Như mà giáo trung tiền có là giáo quyết định thì tác dụng, nhưng mà giáo là gì? Giáo tiền cái có thêm càng cũng tốt hơn. Mà dù người có thể táo bón nhưng mà trung tiền thì luôn luôn phải có. À, thứ nhất là phải 6-12 tiếng là phải có. Không được trung bình 6 tiếng là có. Tối thiểu, không nào quá tốt tiếng. Một bệnh nhân mà khoảng 6-12 tiếng thì không trung tiền.
ta bắt đầu từ kết quả đấy. Thế là cái học tư lý, cũng biết là tư lý đó là tư lý chung một cái bàn tài loại phải chung mình là đến 6 điểm, rất ok. Nếu quá 6 điểm 2 điểm mà không cụ thể thì bắt đầu chúng ta có thể khẳng định. Còn 21 điểm thì chắc chắn đúng rồi, là đúng rồi. Là đúng rồi. Và lúc đầu mình chứa căng cho mẹ có thể thầy không được càng, và chúng ta tăng được càng thì có thể thầy không được càng thấy mà thầy mạnh mắt cô nằm ở dưới cắt thì chúng ta làm lại được. Và nếu như cô ở trên đó nghĩa là sụp thì vùng dưới ôm thường là được càng đỏ không có mặt. Và nếu thầy không thì có thể đi tắt thì và thầy giáo bóng nước thì trùng cũng đọc nếu lấy một để ít quanh thì ban đầu nó tràn nếu mà còn chức năng thì nó sẽ dạy đến chỗ là tắc một quay kính. Còn cái ban đầu mà có chức năng thì tắc một lên phần nó hồi nãy vậy trong thời gian cảm quan thấy được dấu bị tắc các cục tại đâu bị tắc chụp CT thì rất là rõ thấy được là ô là tràn thấy được chỗ tắc cục chỗ giãn con là chỗ tắc thấy được chuyển tiếp từ cái vùng ngay chỗ ô là gì. Nội so mềm cũng chắc là chính xác tại vì nội so mềm soi đau không đó anh đừng lỡ đó không qua được cái cục mà nội so còn sinh thiết được. Như vậy thì trong tác một cái đại tràng thì chúng ta phân biệt là tác bên phải và bên trái. Tác bên phải thông thường là có u lớn, nó quá lớn thì nên quá bụng thì nó gây tắc. Còn tác bên trái thì thật thường u không càng lớn nhưng u rất là nhỏ mà là tác ruột thì gọi là u dạng nhẫn. Chúng chiếc nhẫn đeo trong tay nó xếp 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 vào là tác ruột dù ôn và lớn giống như là đang xem đó. Thì đây là những cái mức hơi nước của tác đại tràng thì bắt đầu mức hơi nước nó nằm ở dọc cái đại tràng. Mức hơi nước của đại tràng nó dọc cái hình vuông này, bên này căng nhỏ, chỗ này căng hơi lớn chút là dài, đây là căng nó dài hơn, đây là một quai có hai mức cao hơn không. Và đây là cái hàng cái nguyên nên cái khung là hai động nhưng mà ở bên phải là khung nhỏ, bên trái là khung nhỏ. Bây giờ mình qua một cái dạng khác, cái nhỏ đó là tác cục bên phần, còn bây giờ tác cục khác này, tức là sao tác cục mà ở đó không chỉ là lòng ruột đình trệ mà còn cả mạch máu vô ruột bị ngừng lại và ruột vui ra ngoài tử, rồi là tác cục khác này. Cái này gặp đợt nào thì hỏi gặp nhất đó là tắc ruột hay là thoát được lại nghe đó. Những trường hợp như vậy thì dẫn chỗ là ruột nhanh chóng hoại tử thì bệnh nhân sẽ đau ruột đột ngột và đau tăng dần và đau dữ dội. Đau đây không chỉ là do tắc nghẽn đường tiêu hóa mà đau là do bệnh dồn máu ruột do mạch máu ruột bị xoắn lại, đau rất là dữ dội, ói rất là nhiều, thậm chí bị ói ra máu xuống đại tiện. Cho nên là người ta nói là do cái gì? Người ta nói là do hình dịch nhồi máu bụng và xuất huyết lòng bụng và trướng bụng. Và nếu có thể là trướng không đều trong hình xoát ruột thì ruột nó sẽ bị nằm lệch một phía, bụng trướng không đều sẽ bên bên cao lắm. Và bụng cao rất là nhiều. Và chính cái hợp này là cái bụng đề kháng rất là sớm. Đề kháng sớm cho cái tình trạng kích thích xuất huyết về tổ bụng và nhanh chóng hoại tử. Và chính nhờ cái đề kháng này và chúng ta nhanh chóng phát hiện mổ càng sớm càng tốt. Tác động chăm sóc là những cái rất là nhanh. Và khi đề kháng, tức là chúng ta buộc nó bị hoại tử rất là khổ. Và khi lưu ý, khi khám bệnh này sẽ không sẽ bỏ sót có một vị, ví dụ như bệnh nhân đau một bụng trước, nhưng mà nhiều bạn khám không một hộ một bạn nhiều thì không phát hiện được là qua rồi đã dưới viện. Phải tìm kiếm những qua rồi nằm thấp dưới viện. Và các cái dấu là dấu không xếp lùm hơn trong các điều kiện thì cái này trong ngón này đi học là nhớ cái gì cái nhớ gì. Như vậy thứ nhất là hiểu biết thế nào có điều kiện ra đó không phải bạn biết rồi đúng không, có bạn là có thể là tiếp hay là gián tiếp và quay một thừa quay một non cũng hiếm khi là thừa hay là già vấn đề đó một mình hay của bạn cũng gì là tắt. Các bạn biết rồi nhưng không biết là cái gì, ai đâu?
không phải xảy ra đâu, xảy ra lỗ bịch đúng không? Lỗ bịch ở đâu? Lỗ bịch ở đâu ạ? Nhưng mà chúng ta là người dễ thổ, cái sinh trọng chúng ta mà dễ sinh trọng chúng ta là nhìn cho chiếc quan nó có lỗ, mấy cái lỗ to như vậy, mấy cái lỗ đó là cái ngành ngồi mu và ngành chậu mu tạo nên, đúng không ạ? Ngành ngồi mu và ngành chậu mu tạo nên ở hai bên trái và phải thì mỗi bên cũng có lỗ to và lỗ bị, cái lỗ đó được tạo bởi ngành ngồi mu, ngành chậu mu cùng sinh trọng. Nhưng mà cái lỗ bên đó nó nằm ở trong ở điểm cùng và bình thường thì cái cơ này trong việc toàn nó sẽ phủ lên hết, hoàn toàn phủ kín hết và phía trong cùng là lớn mạng phủ lên. Nhưng cái lỗ bịch cái đó gì? Cái lỗ bịch đó có mạch máu và thần kinh bịch đi từ trong tiểu khung để đi ra ngoài về ngoài lòng và lùi và trong lùi. Nhưng mà cái lỗ bịch đó cơ nó che kín nhưng mà không kín hoàn toàn, vẫn còn cái lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ đó để mạch máu và thần kinh bịch đi từ trong tiểu khung đi ra ngoài lý mục mà trong lùi. Như vậy đó là bình thường. Tất cả những tay ngồi đây ai cũng có hai lỗ bịch hết, ai cũng có cả bên trái bên phải. Nhưng mà chúng ta có thể nói là bị không? 100% là chúng ta không bị không bị. Bởi vì sao? Bởi vì là ta kể gì? Tất cả cơ được chạy hồn chứng hết và cơ hội nó không bị mạnh. Nhưng mà thì nếu ai đó lấy tuổi lớn này, tuổi già cơ nó teo lần đi hả nè. Và cái lỗ đẹp này, cái lỗ này nó là có đi qua nó rộng bằng và to lên. Và cái rộng bằng quá thì tạo cái lỗ lộn nó trong thành thành chậu lắm, mà chính là lỗ nó coi được rất lắm mà coi được tăng thường coi được non và bị kẹt trong đó thì gọi là có gì kẹt trong tuyến khung. Thì để có một cái lỗ mà đủ lớn để coi được lọt vô thì cái lỗ đó phải tương đối lớn rất nhiều so với thường. Và cái lỗ đó như vậy thì ở những người mà nó dài thì người mọc thì mong mở nó chưa kịp hết. Cho nên các bạn chia sẻ là có ba đặc điểm. Một là nữ giới, giới sinh nở nhiều lần, nam giới hầu như không có nữ giới. Hai là tuổi rất lớn và ba là người già dễ lắm. Không đặc biệt chỉ xảy ra ở bệnh nhân nữ tuổi rất lớn, lớn hay lớn cỡ nào, lớn là trên 70 nhưng mà lớn 50 đâu, 70-80-90 hả? Nữ giới tuổi lớn và rất già. Gầy cỡ nào gầy cỡ còn có 30 kg rất gầy, chứ không phải gầy cỡ 40 kg đâu. Đó. Nhưng mà chúng ta gặp một bệnh nhân nữ lớn tuổi rất gầy mà bị tắc ruột thì tao nghĩ đến thôi vậy. Khi đó cái lỗ bịch này nó sẽ rộng ra, cái chỗ mà mình cái mà nó đi qua thì em rộng ra hoặc là nó rất là nó làm tắc ruột. Và cái giáo này giáo không xin tôi qua là giáo gì? Giáo này do coi đục nó rớt vô cái lỗ và cái mạch máu rất là chèn hết mà nó trên đó mà mình đau. Mình nhân cảm giác là đau ở vùng gì mà trong đùi cùng phía với là bên trong bề bề. Và mình nhân có nước mà co trên lại để chung lại cho đỡ đau. Và trên thế cơ đang giảm đau. Và khi mình để mình nhân duỗi ra thì nhân tăng nhiều hơn. Và khi duỗi ra thả ra thì nhân lại co lại liên tục. Chẳng là mình cái đang chỉ đau nhất. Thì cái giáo này gọi là giáo không tiếp tục hơn, nó có là có được việc. Nhưng mà giáo này chỉ có khoảng được 50% trường hợp thôi, chứ không là 100%. Và khi nghi ngờ có được việc thì chẳng có xác định là nhờ kiểm CT thấy rất rõ thì phổ biệt và quay đồn phải có một lớn, chỉ thấy được là tác cực hơn mà không có nguyên nhân gì. Thì tắc tắc nghẹt thì bệnh nhân sẽ gì? Bạch cầu tăng cao. Nếu mà lấy bụng quá thì sẽ những toan tim mạch. Cái bụng lớn thì thấy cái qua được ngon giãn cứ hơi. Và lúc đầu có những cái nếp tim mạch nhưng về sau thì có nếp tim mạch. Rồi có một cái trường hợp cái gì đó là sáng một con, còn cái sáng anh đàn thì sao? Anh đàn thấy nếu mà lỏng đi đập quá thì sẽ sáng và tắc ruột. Thì khi sáng anh đàn thì sẽ có bóng phía đất con hình trứng và nằm ở ngay giữa bụng.
nằm ở hàng thứ tám, tức là khi bên đàn nó hút phải, nhưng mà khi quá di động lỏng lẻo thì di động ở hàng thứ tám và bóng nó đứng ở hàng thứ tám. Vậy chính cái quá di động như vậy nó tác động, còn nếu nào đúng vị trí thì nó không tác động. Còn sắc thức mang thì cũng vậy, cũng có một bóng vô lộn ngược như hình thành cà phê lộn ngược. Lấy quan này là cảm quan thì thấy được là cái dấu mọi chi như cảm quan. Và trong CT thì tất cả thấy được cái dấu diện tiếp. Thấy được cái dấu quy linh là cái dấu gì? Cái dấu là mạch máu bị xoay vòng. Mạch máu nó bị sáng lại tâm sáng, tâm sáng hụt, mạch máu sẽ sáng theo. Và dấu quy linh đây là cái cơ chế của một cái sắc đại sắc mang. Nếu cái đại sắc mang nó quá dài mà đi mặt ve nó quá lỏng lẻo, quá dài thì nó sẽ xoay vòng và sẽ làm như vậy để nó sáng. Thì khi mà sáng thế này thì không chỉ lòng ruột mình ngừng lại mà các mạch máu kia này mạch máu này sẽ bị chặt đập đó lại sáng lại nên và cũng quay rồi sẽ nhanh chóng để hoàn tử. Như vậy trong sáng ruột thì có cả cơ chế của sáng ruột quay chiếu và các bạn cơ chế của thái độ khác nhau. Và có lúc này sẽ bị ở dịch phân, sẽ được thiếu máu nuôi, do là có một phê bị sáng cho này và làm những nhanh chóng của bạn được. Thuộc nông giống như thế như vậy, bánh tàn cũng như vậy. Đây là minh họa của tất cả sức mang cho sáng. Và khi sáng sức mang như vậy, đây là hình ảnh mô hình, đây là hình thực. Thì chúng ta bơm thuốc cảm quan và nó càng là chụp một đứng. Thấy được cái gì? Một bóng hơi rất to nằm giữa bụng đây. Bóng hơi hình chữ C hoặc chữ O cũng được. Đây chữ sự bóng hơi rất to giữa bụng này. Đây là hình thức mang. Và chúng ta bơm thuốc cảm quan vào thì nó sẽ bị vướng cho tắc này. Nó không qua hết được, bản tạo cái giáp rồi cái gì? À, dấu bỏ chim. Giống mọi chim trong sắc thức mang. Còn giác giống gì? Nhìn cái giống gì à? Giác là giống mọi chim này. Còn giác này. Ai có làm bếp không ạ? Có làm bếp trợ không? Giác là giống gì? Giống cái gì? Giống lưỡi dao. Lưỡi dao làm bếp. Và bây giờ chúng ta qua cạnh đó có một khả năng. Khả năng thì ngược lại. Một số người có cái lòng đau bụng thường là không cầm động vì dùng bị liệt, cho nên không chỉ đọc bụng cho nên không có được cơm. Cảm giác rất bụng là căng. Nhưng mà đau liên tục chứ không có thể cơn mà căng cái bệnh chứ không có mắt. Nôn không có nhiều, có thể có nôn bởi vì sao? Bởi vì ruột không có nhu động, không có mắt. Dạ dày cũng giảm luôn. Cho nên là cái nôn. Nhưng mà biết chứng đề tiền thì luôn luôn mở mặt. Đây là dấu đầu tiên, dấu điển hình và dấu luôn luôn có trong cuộc đời này. Mắt nhu động nên cái không phương tiện được không phải bình thường. Áp thuộc giảm, cái người người ta sẽ học áp thuộc tăng. Và không bao giờ sẽ giáo bắt bò hay bò sạch hỏi. Thật ra này, bụng trước nhiều. Mấy con bụng nước thì thấy có nhiều hơi là cả cái này cũng non mà nó lại càng. Tăng được khả năng thì thông thường đa số là liệt cả được non và trẻ. Hiếm khi liệt lên tập. Cũng có nhưng mà cái ông liên viên là liên tục dạy thế này. Trong viên thuộc nông thì có thể này nhưng mà đa số trường hợp liên tục thiết kế tăng này. Do đó là những việc cả hơi trước ở thuộc nông cả đời này. Và CT scan rất có giá trị cảnh quan là vì thấy được gì? Thấy được nhiều vấn đề nước nhưng mà không thấy vùng diện tích. Đây chính là dấu hiệu quan trọng nhất giá trị giá trị cho ra không nhau. Còn lâm sàng thì là âm tục giảm là không có ai dám ăn phở như thế một nỗi. Nhưng những lâm sàng đó cũng chắc vì nếu có một cơ học mà lấy muộn thì gần gần nhóm trên. Nhưng mà giáo trình tiếp thì luôn luôn không thay đổi. Đó là cơ học luôn có, còn cơ năng thì luôn luôn không có.
và thường nó đi kèm theo những cái bệnh triệu chứng của bệnh lý nguyên nhân, ví dụ như là viêm tụy cấp gây tắc gây liệt cực năng thì cái dấu hiệu viêm tụy cấp với đồng thời mở bụng gây cực năng cái dấu hiệu thường. Còn cái dấu nữa là dấu giãn các cục mơ. Cái đó là các dấu hiệu giống các cục mơ nhưng mà không phải chứng tắc lâm sàng giống. Ví dụ như bệnh nhân sẽ có đau bụng, rồi có nôn ói, có bụng trước nhưng mà thì sẽ qua một hai ngày thì sẽ qua đi. Và bệnh lý này có hai mặt trong bệnh lý hệ thống như là tử quan đỏ và xe tử bì và tình ngờ tái phát nôn ói sẽ hồn bụng trước. Và điều trị của nó thì nhắc có điều nguyên nhân và chúng ta không nên nhầm và dĩ bộ nhầm thì bộ ra không thể được tác dụng. Dù là lâm sàng giống như vậy cũng đau cũng ói cũng chiếu bụng nhưng mà không có tác dụng và thường không nên tái diễn và đeo lại. Còn đây là hội chứng nó cái này, hội chứng này hay gặp ở các khoa hồi sức tích cực, bệnh nhân này nằm to và có tình trạng tắc cả đại tràng nhưng mà thật ra là tắc cả nặng thôi và giả tắc là tôi bị mê là người đại tràng to nhưng mà không có tắc hạn và thường giả tắc bên phải cái ban tràng và số lượng người nằm ở liệt giường thì bị bệnh khác. Đầu tiên thì những chứng bụng không có đau, chỉ đau khi nào mà có cảm mà nó quá bụng nha. Còn đa số là chứng là can tích mà không đau. Sau đó bị giảm tắc bụng, tiếp quan bụng đứng nó mất cái hơi, chủ yếu là cơ bề này giảm to cơ bề này nhưng mà tiếp quan là cảm quan thì thuốc vẫn đi qua được, không có mới lại. Đây là do thông điệp bụng đứng thì có chứng hơi cơ bề này nhưng mà đại tràng cảm quan thì thuốc vẫn đi qua được, không bị mất. Mà nội do đại tràng thì không thấy gì cả, trong lòng không hơi. Nhưng mà nếu nội do được quá tốt thì trong lúc nội do chúng ta sẽ hút hơi để ứ trong lòng đại tràng và đặt xong nhau mắt. Nội do này vừa được chẩn đoán vừa điều trị và thông thường không có giảm mổ. Hiếm khi bệnh nhân quá mụn không có hiện ra đây thủng ruột thì mới mổ, còn ra hầu như là không mổ mà chỉ giảm mắt về đại tràng nên sầu. Như vậy các em lưu ý rằng là nếu bệnh nhân đang nằm ICU bụng trước lên mà người ta hậu chẩn bằng tác dụng và thậm chí bệnh nhân có bị một bệnh lý khác không liên quan đến bụng cả thì cảm nhận hậu chứng này tức là giả tác dụng nhưng mà không có tác dụng. Đây là ít quan trong trường hợp đó thì chụp ít quan cái đơn chức cảm quan thì thuốc vẫn qua được tới cái này và đặt ra bên phải này người chứng tỏ là không phải càng hoàn toàn không có bị. Dù là chứng có một lớp thì hơi rất là nhiều dấu tắc đại tràng nhưng mà chụp chúng ta qua mọi người đây là cái chìa khóa chặt lắm. Và cái những hội chứng khác không có tác dụng là bán tác dụng thời chứng trên đấy tức là bán tác dụng không người lưu ý bán tác là gì. Bán tác dụng tức là bệnh nhân có dấu hiệu tác dụng nhưng tác dụng đó thoáng qua là lưu thông đó là bán tác. Tắc, bán tắc tức là có tắc nhưng mà tắc trong thời gian ngắn rồi sẽ lục lưu thông lại được không phải được bán tắc. Và khi tắc đó như vậy thì có dấu hiệu gì cũng đau bụng cũng có thể nôn ói cũng không bụng tăng
không có lục lọi, nhưng mà sau đó bệnh nhân được nhiệt năng truyền dịch thì chúng ta có tắc bệnh nhân sau ngày dài thì sẽ không được thay tập. Đó là những gì đó lên đít bệnh nhân cảm giác ờ bao lâu bạn cũng gò lên nó cục lên tăng sau đó cơn gò hạ xuống lại đi và sau đó bệnh nhân không nhận được hết. Đó là dấu hiệu của bác tắc ruột hay gọi là bệnh nhân. Và lúc này chỉ có một đứa ít phát hiện được bởi vì không đủ thời gian để mất nữa. Khó qua thôi. Có lúc có, có lúc không. Nhưng chỉ quan cảm quan một non thể được chỗ hẹn. Còn có một đứa thì nếu trong bước cơ nó có thể phát hiện được nhưng mà không có điển hình. Và không lúc nào cũng có. Giáo lưu môn là cái giáo của gì? Bán ở thực dạng. Tức là ở thực dạng của cái giáo này. Rồi nên nhớ được một con này đó là gân được trước nhưng mà sau đó là nên cầu được phương tiện được điện hết và đồng sẽ lập lại như cũ. Rồi giáo lưu vô là giáo bán thức một dạng. Và đây thì nó giá trị có một số bệnh mà lâm sàng giống như tắc ruột thì cũng đau, cũng nôn, cũng bí, cũng chứ nhưng mà không phải tắc ruột. Hay gặp nhất đó là viêm tụy cấp, nó buồn dữ dội, nó ngói biết rồi tiền bụng dưới nhưng mà không có tác dụng, mà nó chỉ liệt đục do bị cấm thôi. Nhưng mà nó cần phải học hay là cái đầu tư lấy bụng làm liệt đục hay là còn cái này lấy bụng thì cũng làm liệt đục nhưng mà đấy thì có điều nói chứ mà thậm chí trong một số lần là viêm dạ dày đục cấp nhưng mà mình nói bắt đầu đó thường cái đường cấp bệnh nhân sẽ tiêu chảy nhưng mà lỡ là nhân thì uống thuốc cầm tiêu chảy thì bệnh nhân cái gì sẽ biết trong đại diện tạm thời bụng dưới lên và nhầm là nó tắc ruột nhưng mà phải là bệnh nhân tập. Những nhà nói tráng liệt của tác dụng cái bệnh cảnh nhầm lẫn như vậy là không phải mọi trường hợp đau nôn quý trướng đều là tác dụng nhớ như vậy nha. Đau nôn quý trướng là dấu hiệu đặc trưng tác dụng trong tác dụng cơ học thì đau nôn quý trướng nhưng mà ngược lại đau nôn quý trướng cũng có thể xuất hiện trong một số bệnh lý khác. Ví dụ trong viêm tụy cấp như này cũng đau nôn quý trướng nhưng mà không phải là tác dụng mà nó chỉ là liệu thôi này về biến chứng. Thì nếu tác dụng để lâu ngày, không cần lâu ngày để nhiều giờ mà không chẩn đoán kịp thời thì dẫn đến không được tích cực thì dẫn đến tình trạng là mất nước điện giải, giảm hiệu lực năng lượng tuần hoàn, dẫn đến suy tuần hoàn và dẫn đến suy thận do nhập tới máu nuôi tuyến thận và dẫn đến suy tuần hoàn. Rồi những tuần huyết do cái gì? Do hiện tượng chuyển vị vi khuẩn từ trong lòng ruột sẽ đi tiêu thận vào các thận mặt trên và trong máu và làm những tuần huyết. Hay là bệnh nhân bị thủng ruột do tắc ruột do vi khuẩn hút mạng của đông máu là những trùng huyết. Rồi bệnh nhân sẽ sốc giảm thể tích những trùng nhiễm độc do những độc tố từ các phân trong vi khuẩn nồng ruột thâm thụ vào đông máu. Rồi để nặng quá thì hoại tử ruột và vỡ ruột như hút mạng. Và cuối cùng nếu những người sáng ruột một chặng trễ ruột cắt nhiều quá ruột ngắn thì còn lại không đủ để mà uống và hầu giữ ruột ngắn. Như vậy không có như là ngắn rồi của mình bao nhiêu ấy cái nào biết không ạ hả bây giờ không có bao mát á rồi không có mát á à đang thích giống bà thì cho rằng là một con mình là 6 mát được dài 3 mát đúng không 8 mát 9 mát nhưng mà đó thật ra là cái đó tương đối là phải nói chỉ là người nước ngoài. Còn người Việt Nam chúng ta thì nghiên cứu cho thấy là được nên chúng ta một non khoảng chừng 4 mét rưỡi để nằm mấy thôi cho nó xong hết 4 mét rưỡi để nằm mấy. Còn ruột già người Việt Nam mình là khoảng chừng 1.6 cho đến 2 mét rưỡi thôi. Trung bình là 1.8 2 mét chứ không tới 3 mét thì lại được một cái khoảng. Như vậy ruột bao nhiêu là ngắn? À, ruột ngắn là khi mà
toàn lục còn lại không đủ chức năng để hấp thu tiêu hóa. Đó là giống như cái điều siêu rụng đó. Rồi rụng ăn. Siêu rụng rộng hơn là gì? Siêu rụng là hàm ý về chức năng. Có nhiều khi rụng còn đủ dài nhưng chức năng nó mất thì vẫn gọi là siêu rụng. Đó là chức năng. Siêu rụng là một phần của hàm ý rụng ăn này. Nhưng mà siêu rụng là nói về chức năng. Còn rụng ăn nó về độ dài. Tức là khi độ dài còn không đủ. Nó không đủ để mà hoạt động hấp thu được rồi. Bị cắt nhiều quá. Lưu ý là mình có người mình sống có thể là trong lúc ngàn mình lúc nào mình tạo mình lại để đi cầu được thành thế thế càng được, nhưng mà có người không thể sống được khi mà không có một non. Ruột non là cái quan cực kỳ quan trọng của cơ thể, mà không thể nào ruột non thiếu mà sống được, chắc chắn không dạy dày cũng có không được. Và nhanh mà nếu người dân cắt toàn bộ dài nhưng không sống được bình thường, mà lúc non là mình thấy vậy được. Nhưng mà lúc non thì không có cơ quan thế nó được đấy. Lúc non không những là có chức năng về hấp thu mà còn có chức năng về miễn dịch nữa. Cho nên dài dài các toàn bộ thì nó vẫn sống bình thường, bài đặt các toàn bộ thì nó sống bình thường. Nhưng mà lúc non các toàn bộ chắc chắn mình sẽ chết. Và luôn luôn thì bọn ta phải giữ lại cái đoạn nhất định để đủ để sống. Và mình thấy là cái từ ghép tặng thì ghép rất là nhiều. Thông thường nhất là ghép thận, ai cũng biết dễ, ai dễ hơn. Rồi ghép gan, rồi ghép phổi, rồi ghép tim. Nhưng mà ghép ruột non là nó khó. Là nó khó. Bởi vì đặc biệt là nguyên liệu của nó. Trên ruột non có vai trò cực kỳ quan trọng của ruột. Và rất nhiều bệnh nằm ở đó. Nhưng mà hiện nay các nghiên cứu ruột non không chịu. Ví dụ như em ăn ngay từ là ở phía nhà dày, phía nhà càng, các bạn nghe từ cái ruột non không? Có không? Có nghe không? À, đó là thiếu sót lớn. Và nếu chúng ta không dạy bài đó, là mấy em nhầm tưởng là không có bệnh đó. Nhưng thực tế viêm ruột non là rất phổ biến. Là phổ biến. Nhưng mà do không dạy bài đó, và cái dùng, cho nên mấy em nhầm tưởng góc viêm dạ dày như là đàn thôi. Một cái giác quan là gì? Là ruột non khó soi, đầu soi không tới, tên cũng xuống tới, dưới thì không lên được. Do đó khó tiếp cận dẫn đến chỗ là ít cảm ứng. Còn dạ dày soi được, thấy đi, đại tràng soi được, thấy đi. Ruột non khó soi được, nên chúng ta lãng quên cảm ứng đó. Nhưng mà thực tế, lần này là viêm ruột non là rất nhiều. Mình ruột non có soi được không? À, soi được. Có thể là soi viêm nang, uống viên thuốc cho nó quay camera. Hoặc nào sau bằng máu xoay dài dài nhưng máu xoay dài hơn và nhỏ hơn. Một nửa của nó ở trên sau bằng đường miệng. Còn nó ở dưới thì sau bằng đường dài lên. Nhưng mà xoay không qua khó khăn hơn. Giờ là đẩy lúc non là phổ biến. Nhưng mà chúng ta khó tiếp cận rồi con này chúng ta lãng quên. Và đặc biệt sinh viên không được dạy bài viên lúc non. Nhận thấy nhiều người nhầm tưởng là không có bệnh đó. Để tôi sẽ copy cho em. Các bạn biết theo là bên đây, em sẽ lấy 6 em không học. Bây giờ đó mà sẽ được cách điều trị thôi. Thế mà, điều trị của tác dụng không phải mọi trường hợp đều có thuốc. À, nhưng mà thời điểm mổ tốt nhất bây giờ trên bệnh nhân các những bệnh cần mổ khẩn cấp liền, ví dụ như là tác dụng. Nhưng những bệnh tác dụng bên phòng thì nghĩ từ những cái hồi sức năng cơ tạng sau tùy cơ chế, nếu mà tắt ruột cho tắc nghẽn, tắc ruột mà quay chiếu là một khẩn cấp, còn tắc ruột non thì không khẩn cấp mà là bán thận. Đó, tắc ruột non cái học hoàn toàn thì sau khi hồi dẫn, sau khi chú đáo có thể được qua được một đó là tắc ruột tắc nghẽn quay chiếu là một cấp cứu không chờ đợi càng sớm càng tốt. Và tác ruột xe dính thì cân nhắc, luôn luôn cân nhắc giữa chuyện nội khoa và phía ngoài nữa. Nếu chọn điện phù hợp. Có một trường hợp đó là dính cái này thì bỏ tồn thì qua được thì không còn mổ. Bán ruột non thì không mổ. Ruột cân năng thì không mổ. Như vậy là cái việc mổ hay nội khoa là chúng ta phải không có gì vào giải pháp ruột mà biết được nguyên nhân.
Như vậy, quay lại vấn đề điều trị các tổn tốt thì phải có chẳng tốt tốt. Chẳng tốt là chẳng tốt ở chỗ là không phải chẳng tốt tốt không, mà chẳng cho rõ là tác dụng này ở đâu, vị trí nào, cho cái gì. Ở đây có thứ này gì quá điều trị. Ví dụ gì, chẳng tốt của cái năng là hoàn toàn không phải điều mẫu. Mà nó nghĩ chuyện tìm nguyên nhân tại sao nó bị liệt một như vậy. Cái đồng cái năng này gì? Con bị hạt ở đây không? Thì ở đây con nó cắt rồi. Nếu thì cắt không? Thì nếu thì cắt thì nó sẽ thật luôn. Cứ một thờ xong, mỗi một thờ xong cũng sẽ hết. Đó là. Như vậy nếu cắt đồng cái năng thì bản thân cái đồng đó hoàn toàn chúng ta không cần phải bỏ sạch. Mà phải tìm nguyên nhân tại sao nó cái năng và điều nguyên nhân gốc. Cái đồng cái học thì phải nó làm ba loại. Đơn thuần, sẵn và quan trị. Nếu tác động quan kiến và tác động một hạng cấp. Còn tác động đơn thuần thì hầu hết là qua trước xem cái thông, nếu thông thì mình không bỏ sẵn. Như vậy thì từ cái điều kiện này chúng ta quay ngược lại, chúng ta phải làm tốt được chẳng đoán. Có nghĩa là nếu y ba học dễ quá thì sáu thì dễ thêm, điều kiện dễ thêm thôi, đúng không? Nếu y ba học giỏi chẳng đoán thì y sáu điều kiện sẽ giỏi hơn. Như vậy trong điều kiện tác dụng sẽ không thực hiện được một cách tốt nếu như chẳng đoán không tốt. Như vậy lúc này đối với gan là gì, chúng ta phải biết được nguyên tắc chẩn đoán, biết cách thiết cần chẩn đoán. Với thứ chẩn đoán tác dụng là mới một điểm thôi. Với thứ hai cơ năng hay là cơ học, bây giờ bước quan trọng là bước này là một điểm, là thành 5 điểm. Một bước là gì? Sẽ tác dụng do cái gì? Thêm 3 điểm nữa. Tác dụng vị trí nào? Thêm 2 điểm nữa là một điểm. Còn tác dụng không, ai không biết cũng dễ lắm. À, tao không biết trước, chỉ quan muốn hơi nước là tác dụng, đúng không? Nhưng mà đó mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Và nhiều là những cái lý thuyết hồi nãy giờ, chúng ta biết là tác dụng là cơ năng hay là cơ học. Hai nhóm chính đó. Rồi trong cơ học chúng ta xem là cái độ tinh thần hay là sáng cột phát nhạc hay là quay kiếm. Rồi trong một cái như vậy vị trí ở đâu, ở đoạn gần, đoạn giữa hay đoạn xa, ở đoạn non hay đoạn dài, thì như vậy cái loại giải pháp thì để có đủ gì đó chúng ta phải khám tâm sàng kỹ lưỡng, phải có bệnh sử tiền sử, phải kết hợp tiếp quan và thậm chí kết hợp CT. Thì như vậy mới đúng là đầy đủ chẩn đoán tác dụng. Và từ chẩn đoán đó có hướng điều trị cụ thể. Còn chẩn đoán tác dụng mơ hồ, không rõ cơ năng hay cơ học, không biết cơ chế gì và không biết vị trí nào thì điều trị cũng mơ hồ thôi. Còn mấy lúc mình sẽ copy cho em xem cái hình.
do sợ mất. Bây giờ anh nói cái gì? Bây giờ các anh thấy ở đây là để ở này nè, đây là cái gan. Gan đây là cái gì? Cái gì mà nằm sát ở dưới bờ gan là cái gì? À là tủ mật đúng không? Bình thường nó còn có hơi không? À không bao giờ có hơi. Có thể có sợ nhưng không có tủ mật. Đây là cái này, tâm tủ mật này. Mà anh thấy là không có cơ sở rất là to này. Và đã có hai ống hơi luôn. Hai ống hơi tủ mật. Chứ sao thì bệnh nhân này có một cái rò từ tủ mật qua tá tràng. Và hơi trong tá tràng qua tủ mật. Bình thường tủ mật không có hơi. Đó. Và CT thấy là bệnh nhân này là có sỏi to của tủ mật và hơi tủ mật. Và nằm xuống phía dưới này thì thấy cái quai đường giãn. Cái quai đường giãn chúng ta vào đấy này. Cái quai này có một viên sỏi nằm trong lòng nữa. Viên sỏi này cái nguồn gốc ở đâu? Ở đây. Đi qua lỗ đỏ tá tràng và đi lên bụng to. Bắt đầu chúng ta về đến chỗ gì? Nó kẹt lại ngay chỗ phía trước và ngồi bên tràng và cái tác dụng. Đây chính là tác dụng do sỏi mật. Và cái thế như vậy. Và viên sỏi rất to. Sỏi rất to. Đây, bên nào đây phải to, viên sỏi rất to. Và chúng ta sẽ nhìn bước lại đây. Và làm cùng giãn ở cái này, giãn to. Đây là hình ảnh của bạn và cái mẫu đang ngồi là cái sỏi nó bao nhiêu. Thế mà thường thông thường nó phẩm từ 2 phẩm lên thì nó mới tác dụng. Còn nhỏ hơn thì sẽ quạt. Đây là cái kế của tác dụng cho sỏi mật. Cho nên các em hỏi gì không ạ? Các em có hỏi gì không? Trong tác dụng cao học thì sau khi đau xong thì em sẽ cảm giác gì? Có bằng giảm đau cũng không hết tạm thời hơn. Và sau đó nếu mà tác dụng rất được nó lâu được tức là bác tác dụng hơn thì không được cái này được thấy đau luôn. Nếu mà nhắn mặt không thấy tác dụng thì đau nó còn tác dụng một câu chắc. Nên là trong tác dụng không cảm giác rất dễ chịu giảm đau nhưng nó tạm thời. Cũng bài này đấy sáu em học tiếp mà còn lại là bằng nhưng mà liên quan nhau có gì nếu không ăn chặt tay thì cũng được mà nếu không nói về sẽ bị bệnh thì cũng được.